Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Dân đòi điều tra vụ đại biểu mua quốc tịch, tuyên giáo đe đừng đi quá xa. Trưởng ban tuyên giáo của thành phố Hồ Chí Minh vừa lên tiếng can dư luận đừng đi quá xa về tài sản hàng triệu đô la của gia đình ông đại biểu Phạm Phú Quốc khiến dư luận hết sức bất bình. Sự việc báo chí nước ngoài tiết lộ ông Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội Việt Nam là người quốc tịch đảo Síp gốc Việt Nam đang khiến cho dư luận giận dữ. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội của Việt Nam ông Phạm Phú Quốc hiện nay là người quốc tịch Síp gốc Việt Nam từ năm 2018. Một số người cho rằng hành động lén lút nhập quốc tịch Síp cho thấy ông Quốc đã phản bội đất nước và niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, con số 2,5 triệu đô la tương đương gần 60 tỷ đồng chi phí cho quốc tịch Síp đã khiến dư luận đặt câu hỏi rất lớn. Tuy thế, sau khi im lặng cho tới khi ông Phạm Phú Quốc tự mình nộp đơn xin thôi chức đại biểu Quốc hội, thì phản ứng của ông trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê cho thấy thái độ xem thường pháp luật, xem thường cử tri, những người đã đặt niềm tin vào các vị đại biểu của nhân dân và đặc biệt là quyền của dân được biết về tư cách của đại biểu Quốc hội do dân trực tiếp bầu ra. Không ai toàn bích cả, không sơ suất chỗ này cũng hạn chế chỗ kia. Nếu vì bị kỷ luật mà không xem xét bổ nhiệm nữa thì cực đoan quá. Hơn nữa, mọi người cũng không nên suy diễn từ đâu đại biểu Phạm Phú Quốc có 2,5 triệu đô la để mua quốc tịch. Chúng ta tôn trọng lời của ông Quốc là do tài sản gia đình, không nên mở vấn đề đi quá xa. Ông Phan Nguyễn Như Khuê đã nói như vậy với ông Phạm Phú Quốc. Ông Khuê cũng cho rằng việc ông Quốc không cung cấp thông tin mình có hai quốc tịch là điều đáng tiếc. Bình luận về những phát ngôn của ông trưởng ban tuyên giáo thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Đỗ Cao Cường nói như sau. Thưa ông Khuê, đúng là không ai toàn bích cả, nhưng đối với một kẻ lươn lẹo, dối trá là một công dân nước khác nhưng lại khai để được làm đại biểu công dân nước mình, mà nói không xem xét bổ nhiệm là cực đoan thì có lẽ ông Khuê cần được xem xét lại dây thần kinh của mình. Lương của chủ tịch nước có hơn 10 triệu đồng một tháng. Để tích cóp được 2,5 triệu đô la, có khi phải làm việc thâu đêm suốt sáng, mất gần 1.000 năm. Đây là hình ảnh những gánh hàng rong để mưu sinh mà Đài truyền hình Việt Nam VTV gọi là ký sinh trùng. Một ngày chỉ thu nhập vài chục ngàn đồng, một tháng chưa đến 2 triệu đồng, thử hỏi mấy ngàn năm mới mua được quốc tịch Síp như ông đại biểu Quốc hội của Việt Nam. Tiền bạc là của dân, các ông được nuôi lớn, vậy mà các ông coi tiền dân như cỏ rác. Có vẻ như ông Khuê đang muốn ngồi xổm lên hiến pháp và pháp luật. Để có được 2,5 triệu đô la, rất nhiều người đã phải bỏ mạng trên xa lộ. Những chỗ làm, nhiều người đã bán sức khỏe cho quỷ dữ. Nông dân phải làm việc quần quật trên những cánh đồng. Công nhân bị đối xử thậm tệ. Nhiều người đã vượt biên trái phép và chết trên biển và làm mồi cho cá. Phần lớn, người dân trong nước vẫn còn rất nghèo. Nhiều đứa trẻ miền núi không có đủ cơm để ăn, không có đủ áo để mặc. Bọn đầy tớ vô lại thì lại giàu vô đối, tiền của rải khắp Nam Châu. Tiền dân không phải là cỏ rác, hỡi những kẻ dã man tàn bạo như Phan Nguyễn Như Khuê. Nhà hoạt động Hoàng Dũng cũng tiếp tục cho rằng, chắc chắn cái Phạm Phú Quốc bây giờ cần là một cú hạ cánh an toàn và cả gia đình sẽ sang đảo Síp êm ả. Từ đó, con của ông Quốc sẽ đi tiếp sang châu Âu, ông Quốc và vợ an nhàn trên bãi biển ở Síp. Cùng quan điểm, nhà báo Hoàng Linh nhận định như sau. Ông Phạm Phú Quốc chấp nhận tất cả để giữ lại quốc tịch Síp, bởi lẽ vào ngày 25 tháng 8 năm 2020, ông đã có đơn xin thôi đại biểu Quốc hội, thôi làm tổng giám đốc công ty Tân Thuận. Ôi, đẹp vô cùng, đất nước Síp yêu. Theo nhà báo Hoàng Linh, thì ông Quốc có ý định chọn nước Síp là quê hương mới của mình từ rất lâu. Đây là hình ảnh ông Phan Nguyễn Như Khuê, phó đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh, người mà dân Thủ Thiêm nói chỉ nói ngon, nói ngọt và hứa lèo với dân nhiều lần. Đối đáp với ông trưởng ban tuyên giáo của Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Nguyễn Như Khuê, nhà báo Nguyễn Tiến Tường phân tích như sau: Anh ơi là anh, Quốc nhận là khi bại lộ rồi Quốc mới nhận, chứ bao năm qua Quốc vẫn xách cặp ra nghị trường, đã biết không đúng quy định mà Quốc vẫn cố xác định làm thì Quốc coi quy định là cái gì? Cỡ Quốc ra đường thì chó cũng cắn luôn chứ đừng người ta tôn trọng. Anh tôn trọng đại biểu Quốc hội kể anh mắc mớ gì liên quan tụi em tôn trọng. Và ông này nói thêm, việc ông Phạm Phú Quốc không cung cấp thông tin mình có hai quốc tịch thực sự là một điều rất đáng tiếc. Anh ơi là anh, đáng tiếc cho ai hay chứ? Ông Quốc đã lừa dối cả đảng và cả quốc gia, cả nhân dân thì đáng chém chứ sao lại đáng tiếc. Rồi anh lại nói,
chúng ta tôn trọng lời khai của anh Quốc về việc gia đình bảo lãnh nhập tịch, không đi suy diễn, quá đà là tiền ở đâu ra. Có mỗi một chút việc mà cả nước cần biết, anh bảo thôi, gia đình bảo lãnh thì tiền đâu mà vợ anh Quốc nhập quốc tịch, tiền đâu mà con anh Quốc nhập quốc tịch, 2,5 triệu đô la, đó anh, mấy chục tỷ bạc, chứ không phải lắm ít trẻ con chơi đồ hàng. Và tổ chức không điều tra thì phải khuyến khích báo chí họ điều tra, có đâu anh nói chuyện như vậy. Và Quốc lớn rồi, chứ phải trẻ con dễ tổn thương đâu, mà anh nói chuyện giống như bảo mẫu, hiền từ vậy hả trời? Nhà bình luận này cho biết. Đây là hình ảnh ông Phạm Phú Quốc nhận quyết định làm Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận cuối năm 2019, một chức vụ hết sức béo bở. Cả nước đang rổ ga hết số, dí theo một người giật đồ, trước khi họp báo dân tình nghi huề vốn, họp xong không còn nghi ngờ gì nữa. Doanh nhân Lê Hoài Anh cũng bức xúc viết trên trang Facebook cá nhân với 325.000 người theo dõi của mình rằng: "Này, hãy ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tôi, một công dân của thành phố này, xin hỏi thẳng mấy ông với tư cách gì, tư cách đại biểu Quốc hội hay tư cách mà ông quan ngồi trên đầu nhân dân mà khuyên chúng tôi không nên suy diễn từ đâu ra gia đình ông Phạm Phú Quốc có số tiền 2,5 triệu đô la, tức là tương đương với 60 tỷ đồng, để mua quốc tịch cho cả gia đình ông ấy. Xin lỗi ông Khuê nhé, tôi nói thẳng luôn là các ông lương bao nhiêu, bổng lộc gì, của cải, hương hỏa được thừa hưởng từ ai, bao nhiêu dân cũng có quyền hỏi một khi các ông là công bộc của dân, ăn lương từ tiền đóng thuế của dân ông nhé. Ông lấy quyền gì không cho mở vấn đề đi quá xa, sao ông bắt chúng tôi phải tin vào những lời của ông Phú Quốc, đó là tiền của gia đình ông ấy." Đây là hình ảnh ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lần tiếp xúc với dân Thủ Thiêm và hứa hẹn nhiều thứ nhưng đến nay vẫn như vậy. Là một người làm tuyên giáo cho Đảng, chắc ông phải biết rằng cương lĩnh của Đảng, mục đích của Đảng là phấn đấu hết lòng phục vụ nhân dân, nhà nước nay là của dân, do dân và vì dân. Vì vậy mà mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, tất cả mọi vấn đề, quốc kế, dân sinh đều phải để cho dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Tinh thần dân chủ phải được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội, ông nhé. Là một công dân của đất nước, cùng với những người dân khác, chúng tôi đòi hỏi quyền được biết thông tin đầy đủ, đa chiều về khối tài sản của người đại biểu cho dân, tức là ông Phạm Phú Quốc, trừ khi đó là thông tin được xác định là thông tin tuyệt mật của quốc gia. Dân cũng có quyền được bàn về khối tài sản ấy, xem là thu nhập hợp pháp hay bất minh nhé. Mặt trận chống tham nhũng, chống lạm dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm do chính đảng ta phát động, chẳng lẽ ông lại không biết, không muốn tham gia hay sao? Lẽ nào ông lo sợ cho người đồng đảng của ông bị lộ, rồi ảnh hưởng đến uy tín của đảng? Nếu ông Phú Quốc trong sạch, tài sản của ông ấy sạch, thì dân dịp này cũng giải oan cho ông ấy, cho nhân dân được mở mắt mà học tập tấm gương làm giàu sạch sẽ của ông ấy như thế nào. Không chỉ được biết đến, được bàn, được làm rõ, dân chúng tôi còn có kiểm tra của ông nữa. Kiểm tra xem ông ấy làm sai hay làm đúng, chúng tôi được quyền kiểm tra từ chủ trương, định hướng, đường lối, dự án việc cấp đất, cấp vốn cho một đơn vị kinh tế, cho đến hiệu quả, đích thực của vấn đề ấy, dự án ấy. Các cơ quan chức năng phải tạo mọi điều kiện để dân được kiểm tra, chất vấn và theo dõi, giám sát đến nơi, đến chốn trên tinh thần dĩ công vi thượng. Đây là hình ảnh tài liệu điều tra hộ chiếu vàng của hãng tin Agera với hình chân dung hai ông Phạm Phú Quốc và Phạm Nhật Vũ đã có quốc tịch đọc ship. Trong đó, ông Phạm Nhật Vũ đã lừa bán được AVG cho Mobifone, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng và hối lộ nhiều triệu đô la, nhưng chỉ bị kết án rất nhẹ là 3 năm tù. Là đại biểu Quốc hội Việt Nam niên khóa 2016-2021, Phó trưởng đoàn đại biểu chuyên trách của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mà ông phát biểu một câu thiếu trách nhiệm giống như bịt miệng nhân dân như thế. Vậy ông có đủ tư cách là đại biểu của nhân dân hay không? Là đảng viên nắm trọng trách lãnh đạo tuyên giáo của Đảng trong một thành phố hàng đầu của đất nước mà ông phớt lờ cương lĩnh, mục tiêu hành động của Đảng thì ông có xứng đáng nắm trọng trách ấy hay không? Nhà bình luận này nói tiếp: "Vì sao, động cơ nào mà ông lại binh vực cho ông Phú Quốc như vậy? Tôi có quyền nghi ngờ hay là ông cũng có những hoàn cảnh như ông ấy, phải không?" Câu kết luận của bà Lê Hoài Anh đưa ra nghi ngờ rằng dường như ông Khuê cũng có hoàn cảnh tương tự ông Quốc nên mới tỏ ý binh vực ông Quốc đến như vậy. Trước thông tin, ông Phạm Phú Quốc dù xin thôi chức nhưng vẫn phủ nhận việc mình bỏ ra 2,5 triệu đô la để mua quốc tịch. Nhà báo Bạch Hoàn đã đưa ra lời tuyên bố như sau: "Là một cử tri, tôi có quyền đòi hỏi và hôm nay chính thức đòi hỏi Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền
phải mở một cuộc điều tra về việc mua quốc tịch ship của ông đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc. Đồng thời, tôi đòi hỏi một cuộc điều tra về tài chính cá nhân của ông Quốc cũng như những người có liên quan trong gia đình ông và phải công khai với công chúng. Đặc biệt, tôi đòi hỏi phải cách chức ông Phạm Phú Quốc, bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội vì đã giấu giếm, lừa gạt cử tri về quốc tịch của mình, chứ không phải cho thôi theo nguyện vọng cá nhân. Nhà báo Bạch Hoàn đã bộc lộ quan điểm của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2020 với bản tin Dân đòi điều tra đại biểu mua quốc tịch, tuyên giáo đe đừng đi quá xa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de